Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Tin mới hôm nay, hơn 40 nước cấm người nhập cảnh từ Anh vì lo ngại về sự lây lan biến thể mới của virus corona. Các chuyến bay từ Vương quốc Anh đang bị tạm dừng đến các nước trên thế giới, bao gồm Tây Ban Nha, Ấn Độ và Hồng Kông. Rồi Pháp đóng cửa biên giới với Anh trong 48 giờ, đồng nghĩa là không có xe tải hay một chuyến phà nào có thể rời được cảng Dover. Các quốc gia áp dụng lệnh cấm đối với người nhập cảnh từ Anh Quốc bao gồm hơn 40 nước, trong đó có Bỉ, Canada, Đức, Ireland, Ý, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Thụy Sĩ, vân vân. Một số lệnh cấm đã có hiệu lực, trong khi những lệnh khác sẽ bắt đầu vào thứ ba. Đường hầm Eurotunnel đến Pháp cũng bị tạm ngưng sử dụng, và các chuyến tàu Eurostar đến Bỉ hiện không hoạt động. Các số liệu mới nhất được công bố hôm thứ Hai chỉ ra là có 33.364 người nữa ở Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Ngoài ra còn có thêm 215 trường hợp tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính, nâng tổng số thương vong cả nước lên 67.616 người. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã cảnh báo rằng biến thể mới của virus có thể lây lan cao hơn tới 70%, đang vượt quá tầm kiểm soát. Lãnh đạo Đảng Lao động Anh Sir Keir Starmer mô tả tình hình là nguy cấp thực sự và nói tin tức trong 24 giờ qua đã gây lo ngại sâu sắc. Số ca nhiễm virus corona đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua. Chúng ta không thể có thêm hy vọng quá ảo huyền và sai lầm. Những thông điệp lầm lẫn và việc ra quyết định chậm chạp. Chúng ta cần sự lãnh đạo mạnh mẽ, rõ ràng và quyết đoán. Vậy chúng ta đã biết gì về biến thể virus corona mới? Sự lây lan nhanh chóng của một biến thể virus corona mới được cho là nguyên nhân dẫn đến các quy định nghiêm ngặt về cấp 4 áp dụng cho hàng triệu người. Vậy thì làm thế nào mà biến thể virus mới đã từ không tồn tại đang trở thành dạng virus phổ biến nhất ở các vùng của nước Anh trong vài tháng vừa qua? Tại sao biến thể này gây lo ngại? Ba điều kết hợp với nhau có nghĩa là nó đang thu hút sự chú ý. Thứ nhất, nó đang nhanh chóng thay thế các phiên bản khác của virus. Thứ hai, nó có các đột biến ảnh hưởng đến một phần có thể là quan trọng của virus. Thứ ba, một số đột biến đó
đã được hiển thị trong phòng thí nghiệm để tăng khả năng lây nhiễm virus cho tế bào. Tất cả những điều này kết hợp với nhau tạo ra một tình huống cho virus có thể lây lan dễ dàng hơn. Vậy biến thể mới lây lan nhanh hơn bao nhiêu? Nó được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9. Thế mà đến tháng 11, khoảng 1/4 ca nhiễm ở London là do biến thể mới. Và con số này đạt gần 2/3 số ca nhiễm vào giữa tháng 12. Con số được Thủ tướng Boris Johnson đề cập là biến thể này có thể truyền được nhiều hơn tới 70%. Con số 70% đó đã xuất hiện trong bài thuyết trình của tiến sĩ Eric Wolns từ Đại học Hoàng gia London hôm thứ Sáu vừa qua. Trong buổi nói chuyện, ông Eric Wolns nói: "Thực sự còn quá sớm để xác định, nhưng từ những gì chúng ta thấy cho đến nay, nó đang phát triển rất nhanh. Nó đang phát triển nhanh hơn một biến thể trước đó đã từng phát triển. Nhưng điều quan trọng là phải theo dõi điều này. Nhưng vẫn còn những câu hỏi về việc liệu nó có lây nhiễm thêm nữa hay không? Và nó sẽ lan rộng đến đâu?" Người ta cho rằng biến thể này xuất hiện ở một bệnh nhân ở Anh hoặc được nhập khẩu từ một quốc gia có khả năng giám sát biến thể của virus corona thấp hơn. Các biến thể có thể được tìm thấy trên khắp Vương quốc Anh, ngoại trừ Bắc Ireland, nhưng nó tập trung nhiều ở London, Đông Nam và miền Đông nước Anh. Dữ liệu từ NextStrain, một công ty theo dõi mã di chuyển của các mẫu virus trên khắp thế giới, cho thấy các trường hợp ở Đan Mạch và Úc là đến từ Anh. Rồi Hà Lan cũng đã báo cáo các ca nhiễm biến thể mới. Rồi một biến thể tương tự đã xuất hiện ở Nam Phi, có chung một số đột biến giống nhau. Có ý kiến cho rằng điều này đã xảy ra trước đây. Đúng vậy. Loại virus được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, không giống với loại virus mà chúng ta tìm thấy ở hầu hết các nơi trên thế giới bây giờ. Biến thể D614G xuất hiện ở châu Âu vào tháng 2 và đã trở thành dạng virus chiếm ưu thế trên toàn cầu. Một loại khác được gọi là A222V lan rộng khắp châu Âu và có liên quan đến kỳ nghỉ hè của người dân ở Tây Ban Nha. Vậy chúng ta đã biết gì về các biến thể mới? Một phân tích ban đầu về biến thể mới đã được xuất bản và xác định có 17 thay đổi quan trọng có thể xảy ra. Đã có những thay đổi với chồi protein. Đây là chìa khóa mà virus sử dụng để mở ra cánh cửa dẫn đến các tế bào của cơ thể chúng ta. Một biến thể được gọi là N501Y làm thay đổi phần quan trọng nhất của chồi và được gọi là miền liên kết thụ thể.
Đây là nơi chồi tiếp xúc đầu tiên với bề mặt tế bào của cơ thể chúng ta. Bất kỳ thay đổi nào giúp virus xâm nhập vào bên trong dễ dàng hơn đều có thể tạo lợi thế cho nó. Nó có những biểu hiện giống như một sự thích nghi quan trọng. Giáo sư Lohmann đã nói. Một đột biến khác loại bỏ H69 trên V70. Trong đó một phần nhỏ của chồi bị cắt bỏ đã xuất hiện vài lần trước đây, bao gồm cả việc có ở trong những con chồn nhiễm bệnh nổi tiếng. Nghiên cứu của giáo sư Ravi Gupta tại Đại học Cambridge gợi ý rằng biến thể này làm tăng khả năng lây nhiễm lên 2 lần trong các thí nghiệm trong phòng lab. Nó đang gia tăng nhanh chóng. Đó là điều mà chính phủ lo lắng. Chúng tôi lo lắng. Hầu hết các nhà khoa học đều lo lắng. Đấy, giáo sư Gupta nói như vậy. Biến thể này đến từ đâu? Lời giải thích rất có thể là biến thể đã xuất hiện ở một bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu, không thể đánh bại virus. Thay vào đó, cơ thể của họ trở thành nơi sinh sản cho biến thể của virus. Vậy nó có làm cho người bị nhiễm dễ chết hơn không? Không có bằng chứng nào cho thấy điều đó xảy ra, mặc dù điều này sẽ cần được theo dõi. Tuy nhiên, chỉ cần tăng số lượng lây truyền cũng đã đủ gây ra vấn đề cho các bệnh viện rồi. Vậy liệu vaccine có chống lại biến thể mới này được không? Gần như chắc chắn là có, hoặc ít nhất là bây giờ. Cả ba loại vaccine hàng đầu đều phát triển phản ứng miễn dịch chống lại biến thể hiện có. Vaccine huấn luyện hệ thống miễn dịch để tấn công một số bộ phận khác nhau của virus. Vì vậy, ngay cả khi một phần của virus đã đột biến, vaccine vẫn có tác dụng. Nhưng nếu chúng ta để nó thêm nhiều đột biến, thì chúng ta sẽ bắt đầu lo lắng đấy. Giáo sư Gupta nói như vậy. Loại virus này có khả năng đang trên con đường thoát khỏi vaccine. Nó đã thực hiện một vài bước đầu tiên để hướng tới điều đó. Việc thoát vaccine xảy ra khi virus biến đổi, nên nó né tránh được tác dụng đầy đủ của vaccine và tiếp tục lây nhiễm sang người. Đây có thể là yếu tố đáng quan tâm nhất về những gì đang xảy ra với virus. Biến thể này chỉ là biến thể mới nhất, cho thấy virus đang tiếp tục thích nghi khi nó lây nhiễm ngày càng nhiều người trong chúng ta. Bài thuyết trình của giáo sư David Robertson từ Đại học Glasgow hôm thứ Sáu đã kết luận như thế này. Virus có thể sẽ tạo ra các đột biến thoát khỏi vaccine. Điều đó sẽ đặt chúng ta vào một vị trí tương tự như bệnh cúm, nơi các loại vaccine cần phải được cập nhật thường xuyên. May mắn thay, các loại vaccine chúng ta có rất dễ điều chỉnh. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.